បាទទូរទស្សន៍នេះជនជាទីក្រុងរាប់អានតទៅនឹងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បន្តទៅទៀតហើយដោយតែបានសន្យាការពិវេកទី1អញ្ចឹងគឺព័ត៌មាននាយកអំពីក្រុមការងារចម្រុះគណៈបកទាំង2នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះហើយការវិវត្តយ៉ាងណានោះសូមផ្ដល់ប្រតិជនដល់លោកសុខៈបាទសូមជឿ បាទមែនទែនទៅក្រុមការងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែធ្វើកិច្ចការងារជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការកែទម្រង់ផ្សេងៗដូចទីទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺថាបានផ្សាយពេលខ្លះមិនបានផ្សាយដល់ពេលអត់បានផ្សាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនោះសួរថាម៉េចហើយគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាទៅដល់ណាមកដល់ណីហើយអារឿងកិច្ចព្រមព
ban bạch chạ thá nơi thằng ngày chăn đàm sạp đà ní cứ thà cầm ca nghĩa bọc nạ bạ thằng phí nâng chụp khí bẩn to tờ tiết đàm bây thư cái ca nghĩa cài tùm rung tờ lư bọc bọn bọc chân áo nâng bọn bọc chân áo nơi Campuchia chi bẩn to bẩn tốp nế bạc hai ca chụp khí ní bẩn tốp phí cầm ca nghĩa nơi cái nạ bạ thằng phí tài nhờ chụp khí ca phí thamay thamay ní đà bàn ai cập hiệp khí thà nâng riêp chăm chấp bạp ong ca muối chấp bạp vì sao tận cam nơi ca riêp chăm nơi ca bậc tư nơi cái nạ cam bà thì ca chi riêp chăm ca bọ chăn áo nâng chấp bạp sợi em phí ca bọ chăn áo chưa tăng đầm nàng riêng bà thôi chấm phua ca bà phía xa cả lòng tới để bàn trâu khí nha đầm bày thua chấp bạp cho nguồn phí xâm khán cứ xây cái đây xa nào chấp bạp đầm bày thua vì sao tận cam mê tra chất sập phẩm mùi nây rốt thả thỏa mân huynh nâng bằng cao chấm phục thì đọc rám đá mình toàn bàn ạ nằm mặt hỏi thì phí xây cái đây phiên chấp bạp xây ẩm phí ca riêp chom nâng ca bà phía tư nây cái nạ cam bày thì ca chi riêp chom ca bỏ cho nào để hỏi thả cầu cho bó nó lộ bật rá hỏi mùi tiết cứ thả chú ấp cứ xây cái đây phiên chấp bạp xây ẩm phí chấp bắp từng pi nâng cứ tha miền bờ phố tranh pi chấp bắp từng mùi thế cứ chấp bắp xây em pi cả bao chân áo chưa tăng đồng nàng riêng có vận tải đào nơi pi nâng cái nạ bạ từng pi được bàn prom priêng khi thưa với sau tận cam rót thọ thầm nôn nơi miền tây chật sập bờ mùi đại cái nạ bạ từng pi bàn ai gặp tiếp khi đi ruồi hao nơi trang việc sẽ khăn ti pram để lý dây em pi ông bao chân áo nâng bài bắt này cả bao chân áo đại là cầm nót đào chấp bắp mùi đào lục cháu nơi bịa thả ông cá riêng chấm cá bỏ chân áo đã tái cửa hơi thả bài bót nơi cá bỏ chân áo trời cầm nót nơi không chụp bạp mùi nơi việc trẻ khăn thì pram nơi bị ra chất sập của mùi nơi rốt thả thông nơi nâng hay nâng chụp bạp sở đây em phí cá bỏ chân áo chơi tăng đầm nàng riêng hồng ai bị sao tình ạ cam tiền ông cá riêng chấm cá bỏ chân áo trong việc ra chất sập của mùi việc trẻ khăn thì pram nâng vì sao tình ạ cam bằng cao chấm phục đọc rằm thầm mây đã chanh nơi không chấp bạp sẽ em bị cao riêng trong nâng cao bởi phật tư nơi ông cá nơi cái nạ ca mà thì ca chiết riêng trong cả bỏ chân nào bà đang gọi là ông cá nấy cái nạ ca mà thì ca chiết riêng trong cả bỏ chân nào ấy ní cư chi rụp hiếp ai cái xa cả lòng lòng tới đá cồng ca nghĩa này cái nạ bạc thằng phí chạy để chụp nếp hiệu xá và dương tự đo cầm rạch nà hói dương trâu rơ khía cầm rạch nà hói bỏ con dương rong trăm mưu và tỏ tiết ngày chăn sạp đá cái đói cồng ca nghĩa chùm niến nơi cái nạ bạ bà chí dôn Campuchia nâng cái nạ bạ sân khu chết luôn nâng chụp khí nì hào chùm phu hò cồng ca nghĩa rồi bỏ cái nạ bạ bà chí dôn Campuchia cứ đặc nôm đã đâm bình chân đâm chiêm diếp đâm sắc bình hốc đâm prung sắc khá đâm sọ sạch tha đâm cài rứt đâm hi sợ phía nâng luộc sợi cuối cho xâm an chẳng phua các nạ bạc xâm cua chết với cư đất nôm đói đâm cuối bình rươn đâm nhà em qua nhà rứt đâm hồ văn đâm ê chai yên đâm son cháy cả nhà cơm mà nô vật chía nâng luộc đâm cơm su phí rinh ruộm trang đâm u chan rứt thay em tiên phòng trong bên này bầm bầy bà phía xa khi nhận bệnh khả ơi nơi thang ngay đi đá cư tha nơi ông ca cam bởi thi áp vọt dùm chôn vòi ODP nó cư miên ông ca chùm luôn bầm bấy cầm phông tài nâng riêng trong ca chuộc khí nha đảm bây phát đo cả hơi thả nụ xa từ lưu ca chất rước xa mà sẽ phiếp câu cho bó tàng bầm buồn rụng nây cả nạ bạ tàng pi ruộm tàng xa mà sẽ phiếp mùi rụng đại ca chanh pi cả nạ bạ đại miên á xa nạ khăn rõ xa phía nâng cả nạ bạ đặc nôm rõ thạp bị bà kê nâng bó dự bó ta trời rước bó cố đại miên lại cả nạ xa bạch là biệp mạch khá đảm bây ở miên quân nập hiếp nâng miên ai gây rịp hiếp bất bạc bạn ở con trung tố sinh chân chỉ tình cực an dự trong sông nhà chụp chung phô miên sống khăn bọn to được tiết nơi không khai ở rộp tạng kỳ đi mình sợ miền đế rộp tạng kỳ đi là miền rừng mùi rừng ní cư bẹp bọn tạng nâng thùm nọt đầy thli ở riêng bởi chìa bọt nọp cửu xá nâng nẹ miên
ប្រាក់ម្នាក់នៅបំទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេដោយខាងទឹកសងខាងលើកឡើងថាមានការជន់ប្លង់គ្នាយ៉ាងមិនខ្លះជន់ប្លង់គ្នាផងហើយក៏មានការផ្ដល់ជាប្រាក់ជាអីចឹងបន្តបន្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែការជន់ប្លង់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្តទៅមកទៅបាទជាបរិបទ10គ្រួសារនៅក្នុងភូមិកក់ឃុំកក់ស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីនឹងមានប្រាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាហ៊ុយលយកំពុងមានទំនាស់ជាមួយគ្នាលើផ្ទៃដីចំនួន63ហិ
ដោយម្នាក់ម្នាក់អាងថាជាដីទាំងនេះជាដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់ដីហើយកំពុងមានទំនាស់នេះបានប្រាប់ថាដីដែលពួកគាត់កំពុងតែអាស្រ័យផលនេះមិនមែនលួចពីបកគោណាម្នាក់នោះទេគឺទិញពីបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដោយស្របច្បាប់ ដោយមានមេឃុំមេភូមិបានទទួលដឹងឮនិងស្គាល់ផងដែរបាទហើយរីឯបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចវិញក៏គាត់កំពុងតែអាស្រ័យផលនេះក៏គាត់លើកឡើងថាជាដីគេរបស់ដូនតាគាត់បាទលើកឡើងចឹងបាទហើយលោកប៊ុនថាដែលជាអ្នកអាស្រ័យផលលើដីនេះបាននិយាយថាដីដែលគាត់បានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលនេះគឺទិញតាំងពីឆ្នាំ2006ម្លេះហើយការទិញនេះក៏មានការទទួលស្គាល់ដឹងឮពីមេភូមិឃុំកក់ មេភូមិកោះហើយលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីលោកបានទិញដីនេះរួចរយៈពេលមួយឆ្នាំស្រាប់តែមានលេចឈ្មោះហុយលុយបានចេញមកអះអាងថាដីចំនួន 67 ហិកតាដែលគាត់កាន់កាប់និងអាស្រ័យផលដោយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 10 គ្រួសារនេះគឺជាដីរបស់លោកហុយលុយទៅវិញដោយនិយាយថាខ្លួនបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិកិច្ចុង បាទដីតាប៉ុណ្្នឹងដីតំនោះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋថានៅក្នុងភូមិឃុំកក់ភូមិកក់ឃុំកក់ទេស្រុកបកកែវប៉ុន្តែឥឡូវដើមម្ចាស់តំនោះហ្នឹងម្ចាស់ដីហ្នឹងគាត់អ្នកដែលចាញ់លេចមុខមកគាត់ថាដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិកិច្ចុងឃុំកិច្ចុងដោយមានមេភូមិមេឃុំទទួលស្គាល់ដែរលឹងលឺដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីលោកហុយលុយនិងប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាដីនេះ ទិញទៅវាជន់ប្លង់គ្នាក៏បានឲ្យអាជ្ញាធរនឹងស្រុកជួយដោះស្រាយរោទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យវាស្មើភាពគ្នាដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ប្រាក់ទៅឲ្យលោកហុយលុយក្នុងមួយហិកតាត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 165 ដុល្លារបាទ165 ដុល្លារសរុបវិញហើយពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏យល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនេះហើយក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយច្បាប់រវាងលោកហុយលុយនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំង 10 គ្រួសារដោយមានលោកអភិបាលស្រុកដឹងឮដែរជាកសិនសាក្សីបាទហើយ តើពេលដែលចុះវាស់ជាក់ស្ដែងលោកហុយលុយបែរជាមិនព្រមទៅវិញអានឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរនៅសារតែគីទៅសេមកអញ្ចឹងហើយភ្នាក់ងាររបស់យើងលើកឡើងបានបែបថាបែបនេះហើយជុំវិញទាំងអស់នេះតេតតួងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហុយលុយបាទលោកហុយលុយលោកបានលើកឡើងថាដីរបស់គាត់នឹងគឺនៅក្នុងភូមិកិច្ចុងឃុំកិច្ចុងដោយមានមេភូមិមេឃុំដឹងលើដែរ ហើយប្រតិកម្មចំពោះលោកហុយលុយតេតតួងទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះលោកលេនណយដែលជាអភិបាលស្រុកបកកែវនិងជាអតីតមេឃុំកក់ក៏បានអះអាងដែរថានឹងលោកជាអតីតអភិបាលស្រុកក៏បានបកកែវលោកបានអះអាងដែរថាដីកំពុងមានទំនាស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំកក់ទេដែលមិនមែននៅក្នុងឃុំកិច្ចុងនោះឡើយបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឃុំផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរជំនាញលោកចាត់ចែងទៅ ថាតើដីនេះនៅក្នុងភូមិណាឃុំណាឲ្យប្រកាសពីព្រោះថាកំពុងតែអាស្រ័យផលរៀងៗខ្លួនដោយលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយដំណាំស្រដែកនោះជាដូចជាអីទេស្រដែកហ្នឹងស្រដែកស្រដែកតឡងលៀងគ្នាតឡងមីនឹងស្រដែកលៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងទេកំពុងតែបកកបកានផលប៉ុន្តែនៅតែមានដំណោះអញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរលោកចាត់ចែងទៅពីព្រោះថាពីកន្លែងផ្សេងគ្នាហើយទីមួយគឺលោកអាហាងថាជន់ប្លង់គ្នាផង ហើយក៏មានការដោះដូរជាលុយចកបន្តិចបន្តួចទៅវិញទៅមកហើយបន្តមកទៀតគឺដីនេះគឺឃុំផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងខាងលោកហុយលុយលើកឡើងថានៅក្នុងភូមិកិច្ចុងឃុំកិច្ចុងស្រុកបកកែវហើយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថានៅក្នុងភូមិកក់ឃុំកក់ស្រុកបកកែវវិញបាទយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណអ្នកទទួលជូនអាជ្ញាធរជំនាញស្រុកឬក៏ខេត្តដោះស្រាយទៅប៉ុនជាគោលការណ៍ទូទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី
lui từ thưa phong nâng đòi sang ngặt lưa đây để kia cầm bông tài can cáp đòi an thật đây đừng toàn miền phong
dương từ lùi từ phẳng nè anh ưu thì khó đi anh nó cứ tha có mình chặt tục tham miên sụp bồi phiệp đại dương khai cho chi mà chặt cam sứt vượt bạc cọt đài mà thom mà đá cái nào vong về hướng prum đấy to tham miên mà chặt prum song khá nâng dồi prum thả prum nâng bứt chỉ prum tận đằng mè nè nâng bạn khi ok chân phẳng chân nhảy hồi bây giờ từ lùi từ sngat sngat cho p p g p g p a mà nè ai đăng đấy nè mình men dây không sớm một đường đi thế chỉ cô cá tu tư hay chỉ bước bom ôm bị chia rót đại căn cặp ở sài phá đòi xa thiệt nặng đòi soi chợ rất mình miền ẩm phơi hơn xa đòi bây định đam cam cắt đầy thì những thứ anh đang kiếm miên sứt nơi con cá chúng tôi rót ban cam sứt từng lại từng vuông nóng hai miên sứt na sôm ban cam sứt căn cặp tới cả nhà thôi chúng niềng bàn ông cô là lấy trong sôm chun rừng mũi tiết bẹp quan từng nâng sập rót chun chân bạn đặt nuông group bên chúng niềng cho tới căn khai tới cái đầm bay tìm mũi sưu sốt tốc ẩm phơi bom ôm bị chia rót đòi bón nốt trang than phim chúng ngư đồng cát xem xét ập rôm pành hà sau có phim đứng chia ba chúng ngư nơi nâng cần lại đại toa từ tam than phim nấy chúng ngư đi mùi nấy mùi và cả cho tới ní cứ để điểm chọn đội ông cá sau bờ sạt thua ngày ra Campuchia để đặt nuông đời luôn Li Jing Huang, sân chiết chân Taiwan chi bát thiên, crom càng nghĩ hai miền crom group bed, robot sạc chi lai ayu, nung smachik smachika, nơi ong ka, đại ban, cho tư can pum, chom ka, ong hang tubong, kum ku srok, tram cock hai tà kao, ba hai pichi brought a cho room chim bay rơi net, nâng knong ka, rip chom kam with tini, ku tha pichi brought look, jul dung and pee panya ha, soka peep, da kut tha chi panya chom bong, kat man toy ka chom nai. Cả lùm bạp xem xây nơi con ông cồng cồ xa hai chúng ngư đồng cát nó cứ tha rùm miên đôi chữ cập bẹp của viên có ọc đá sai cồn đau chữ cập ba tật nôm và em rực đồng bát vô mục sở say bê đông chùm mộc nê lãng bài nâng chữ thân mình và mà cả cụ mà cả đây bóng bôn và màn chia xàm sập hùng được nông khùng cú nữa nè đầm nàng cụ bếp này cồng càng nghe đi bàn thả lại thà cả cho tới ní cứ khăn ông cô bẩm nón xâm khăn xâm khăn đôi chia ai ở cụ kê từ tu ban nơi chồng này đang thay thay tiết chẳng ca vô đang làm pika ru nơi rồi bảo ông ôn nơi nơi đầm bón nắng nơi không khung cu nắng thì pi à chui đó là dụ chỉ vớt rồi bảo bảo ôn nơi đầm bón nắng ao sau khi bị lõ nè à dụ cần là về từ một tiết thì bay cứ thay chui ao sùng cung không may tầng mu lưng chia ngay làm pi chồng ngư đồng cát xem xén cứ chia ca chuột nơi hay là xa mà khi phía bờ biển bờ chia bờ rót không may nơi đầm bón nắng phong nâng bờ chia bờ rót chân phong nè xong cái này chẳng nè tầm nẹt tầm nồng nâng cao hơn tầm nẹt tầm nồng mà thay cả pi ca cho từ phía ba chủng ngư chu nó bom ôn phải chia rót nơi khăn khung nâng cứ tha cầm ca nghe tầng mũi của bạn nom vô nơi cái tha ẩm nao chụp đại từ chìm muối nè rồi chìm viên ông co nó cứ tha chiên mà rồi bao để khăn nong cứ tha ông co mà rồi đọc bao hay khăn nong mũi bao thì mình tầm ngôn chìm luôn gram kilogram viên bịch không ai đại dịp hư ai tọc tan xong rồi mình lên chỉ tràn tiết rùm tang chích đồn tức mũi sầm ngáp ai bong ôn chia rót prà prà rùm khnì nơi khăn nong khung nâng tầm mỏng bà ra chạy chun đập bong ôn từ tam cá cua hay ông ca sập rót sập thoa ngày riêng này play đấy nè cứ chỉ ông ca mũi đại tư tại bậc cao lang đi rùm xạ ca chấm bôi nước bong ôn bị chia rót chân hào dục chân tục đại chấm pu bị chia rót đại ti to cro khoa khát ai hồ hải nè nghi rồng kêu bị bạ nơi khăn nong cá rùm nơi bị chạm thay ngay hay chìm xét nơi pì đại bong ôn á đại chụp nơi kêu tức chấm đốn tầm mỏng cứ tha chui từ tam lạt tập hiếp hay nâng chìm xét bánh hà sọc tập hiếp tầm mỏng bạc bánh hà sọc tập hiếp ក៏គុណទ្រទូសនិកជនជាគ្រូរាប់អានឥឡូវទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំវិញម្ដងដោយសារតែមើលឃើញពីសំណងអាណាធិបតីជាពិសេសគឺការសាងសង់គ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទីគឺរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាដាមភឿងសុភ័ណ្ឌដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅក្នុងរូបនីយកម្មនិងសំណងគឺបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងសហការជាមួ
đan đấy nó cố rút bình yên cam được sống nòng
bắt hơi ở vấn đề tầm khăn cứ chọn lựa lang tha khai của bộ thông của bộ tài phải nhà hai bạch chôm mua chấm nút rùm miền qua mình tây bị chạy cái thứ qua xong bẹ công chửa qua một số bài sản phẩm phơi đầm na cho tam sốt nâng miền lịch khất sản phẩm pha vì nơi tê lơ mà cha chỉ vào cam nát này không biết chấm ăn được nhạt hai sản phẩm phơi đó có xuống đó bằng thay tiết nơi crop khăn mình tây chấm nghiền chỉ vấn đề cứ xong áo miền vẽ bằng đồ bằng đá là dạng bia clay sản phẩm này mình tây sản nong chấm nghiền ở bàn cho bàn lò phô là bây giờ xuống con cá ประกอบกิจการงานระบบคลุ้นต่อตะมุกทิศดำไปช่วยโครงสังคมบ่าบ่าบ่าเรื่องเปียปอนตันนึงสำนองได้อดมีนฉบับนี้เวลาหลังมีนมูลเหตุจราจรมูลเหตุมวยจำนวนคือบองปองไปเชียร์รถลูกอดบานจุดดังอัมพีทัตตาการสร้างซ่องเตอร์สมการอนุญาตฉบับดาวิระเบียบใหม่มูลเหตุเซนทิศโดยสาใต้ไปเชียร์รถมวยจำนวนลูกดังท่าเตอร์แต่มีนการสมฉบับอนุญาตดำไปสร้างซ่องสำนองบ่าได้มีนแหละขณะเชียร์ครูจีเบตงไอ้ทมทมนะนะ ปัญไตในปีได้ปุกีรถไอกระซาสมวิจูปอุปสรรคตรังทามุนตรีมวยจำนวนวิทย์เพื่อไอหล่อกอกจัดระบบปุกีจังน้อมไอปุกีจุลเตสมฉบับอันนั้นคือเชี่ยจำนวนมวยได้เต้าไตกายปลายดำใบไอไปเชี่ยรถไอเตสมฉบับสร้างซ่องตรำเต้าติดตามขบวนตามขนาดบานจังหวัดจังนะไอยามยามธรรมมูลธาตุตามการได้ขยมโจตามบรรดาแคบเซมเซนยิงคืนทากอดบานสับซ่าอย่างปีเรื่องเอาเตสมฉบับสร้างซ่องไอโฮไฮ บ้านญาติเท่ามวยจำนวนก็อดบ้านสับซ้ายอย่างปีปัญหาไอ้บองโอนไปเชียร์รถส้มฉบับส้มตุ่มรอบปีกาสร้างสร้างได้โดยเชียร์เธอสร้างซองช่างไงปีอ่ะในจันจามตรุงเพลย์ปีเพลย์เชียร์ออกมาจากไม่จังเราเปิดเคยเนี่ยสำนองในตามเพลย์เชียร์กับกูก็ได้คลาจับใบตองคลาใส่ใส่ได้เราเปิดเธอดังจังเมียนปัญหาการล้างตะมอง บอกคนเลยสมัญญาสำหรับวิเพลสันยิงชมมันติดตินมชอบตุลุซาแต่การเพลงนี้รีกาปวดเมียนตามบรรดาใครเป็นแบบ